Hình ảnh mới của Hoài Linh, diện quần bông, áo thun xuề xòa, dáng vẻ gầy hom hem đáng lo ngại. Mới đây, diễn viên Gia Bảo chia sẻ hình ảnh tập diễn cùng nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và các đồng nghiệp, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, danh hài Minh Nhí, nghệ sĩ Bình Tinh, nghệ sĩ Thái Vinh. Hình ảnh của Hoài Linh lập tức gây chú ý. Trong ảnh mới nhất, Hoài Linh xuất hiện với dáng vẻ gầy gò hom hem đáng lo ngại, khác với các đồng nghiệp, nam nghệ sĩ diện trang phục giản dị có phần lụm thuộm. Anh mặc quần họa tiết kèm áo thun đơn giản, chân mang dép sỏ ngón, ngoại hình có phần xuề xòa, kém sắc của Hoài Linh khiến nhiều người lo lắng, dành lời hỏi han. Đây không phải lần đầu tiên Hoài Linh xuất hiện với hình ảnh tiêu tụy. Trong một số hình ảnh được đồng nghiệp chia sẻ trước đó, Hoài Linh nhiều lần khiến khán giả lo ngại về tình hình sức khỏe. Mặt khác, một bộ phận khán giả lại tỏ ra vui mừng cho nam nghệ sĩ, bởi sau thời gian gặp biến cố sự nghiệp, Hoài Linh đã chính thức trở lại hoạt động nghệ thuật một cách vui vẻ và cởi mở. Hồi năm 2021, Hoài Linh vướng phải ồn ào từ thiện, sự việc khiến nam nghệ sĩ phải ở ẩn một thời gian. Mặc dù đã được cơ quan chức năng chứng minh trong sạch, nhưng sau ồn ào này, Hoài Linh vẫn bị một bộ phận khán giả tẩy chay.